Bị bắn quá mọi người ơi, bị bắn quá, đang ở trên xe buýt này một mình Huy mà người ở dưới người ta bắn lên đó, người ta tạt nước lên này mọi người, trời ơi là trời. Ở bên đây là đi là tạt nước gì đó mọi người ơi, người ta tạt nhẹ kìa. Đi trên xe buýt mà đông quá người ta phải mở cái cửa ra nè cả nhà ơi, đông quá cho nên là người ta đi xuống là mình phải đi xuống theo rồi mình đi lên, à phải đứng ngay cái cửa nè cả nhà ơi, đứng ngay cái cửa đó, dừng lại là người ta bắn lên mà đông quá người ta lên không được. Ở trên xe người ta còn bắn nhau quá mọi người, à vẫn lên được, vẫn lên hai người nữa nè. Trời ơi cái chỗ đâu đứng, trời ơi chỗ đâu mà đứng đây đó, mọi người đứng sát nhau vậy đó mọi người. À, mọi người thấy không, ở trên xe người ta mặc mấy cái áo hoa à. Huy cũng có cái áo hoa trong túi này mà Huy chưa có mặc. Rất là đông. Đông quá trời đông. Người ta tạt nước lên ướt hết trơn rồi mọi người, ướt cái bạn ngoài cửa sổ, ai mà ngồi ngoài cửa sổ là ướt nha, ai mà ngồi à. Người ta chào nhau á, chúc mừng năm mới á, cho may mắn á mọi người. Giờ đã được ngồi mấy cái người kia đi xuống. Ngồi ngồi ngắm đường phố cả nhà. Người ta đi xuống hết trơn à.
giờ bắn nè. Tôi ngồi ngay cửa sổ thì sẽ bị tạt nước, nhưng mà không sao hết, là may mắn nha cả nhà, có ý nghĩa rất là may mắn. Vui quá nè, ở đây là Central World rất là đông nha cả nhà, có party ở đây. Ô Huy là bạn Huy kìa. Người Việt Nam nhận ra. Đó là đồng hoa của cô dính bùng dính phấn vậy nha. Ai cũng dính bùng dính lên. Thế không phải dính phấn chứ không phải dính bùng. Cái phấn đó chắc giống như là phấn nụ ở Huế á, cho nên cũng có sao. Nó hút mà nó không có ai. Huy nghi là Huy chuẩn bị bắn này nha, người ta bắn nước lên đó nghe chưa. Người ta đi bộ chơi nhiều lắm cái khu này nè, Central World đó, nhiều du khách Tây nữa nha, đông ghê đó. Đó cái bé nó mới bắn Huy nè, nên ướt mặt nè. Cái bé nhỏ bạn ngu ghê. Cái ông này ông đang sửa dây điện mà bà bắn lên cho ông giật chết mẹ luôn. Trời ơi, ông sửa dây điện cho mọi người mà bà nhỏ bà bắn nước lên. Ngu ghê ông. Cái đây phải nói là ngu luôn á. Tại vì nó nguy hiểm quá. Mấy cái anh này đang sửa mà nhiều khi người ta không để ý. Người dân đi đường nè. Đông quá ha. Người Việt Nam rất là đông luôn đó cả nhà. Đó, có người khiêng vali nè, chắc là mới tới nè. Mấy cái du khách này mới tới hoặc là đi giờ đi. Tại vì chơi được một hôm rồi, hôm nay là ngày thứ hai. Còn Pattaya là ngày 18, 19 đồ á mọi người. Pattaya vui lắm nha. Pattaya Huy đã từng xuống một lần, Huy thấy Pattaya vui lắm. Tại vì là thành phố biển á, cho nên nước á, có ướt cũng không, nó vui lắm. Đi ngoài đường người ta để trên xe thùng nước, người ta xịt rồi. Nói chung là ở Pattaya Huy thấy vui hơn á nha, theo Huy á nha. Chắc là bữa nào 18, 19 Huy xuống dưới đó, Huy quay cho cả nhà xem. Nếu mà có thời gian và điều kiện nha. Đó, thấy nhiều người xách vali đi ghê mọi người. Tại vì khu này là chắc là khách sạn với lại người ta cũng check in đó, một là check in, hai là check out đi. Tại cái giờ này cũng là giờ check in check out nè. Giờ nhiều người ngồi chờ lâu quá đi xuống, tại vì kẹt xe á mọi người. Kẹt xe. Người ta hỏi người ta hỏi đi đâu, cái bé kia trả lời là sĩ lôm. Người ta trả tiền lại cho Huy nè. Hồi nãy 15 này. Người ta trả tiền lại là không có đi á, không có đi tiếp á. Thường thường là đi sẽ đi tiếp mà giờ người ta hỏi đi đâu. Tại vì đông quá không có đi. Trả tiền lại. Nhiêu đây là 17.000 Việt Nam mình nè cả nhà. Cho nên là giờ phải xuống dưới đây là thao ướt rồi. Hôm nay là nhiều người Việt Nam lắm mọi người ơi. Đông quá giờ đông. Không. Kêu hả. Người ơi đang nói chuyện với mọi người. Các anh đó kêu hả. Anh tưởng Huy nói chuyện với anh. Đông quá mọi người ơi. Coi nè. Sợ ướt điện thoại ghê. Rất là nhiều cái mẫu áo người ta đang bán nè cả nhà thấy không. Huy cũng đem theo một cái áo, tại vì sẽ bị sợ bị ướt á, sẽ thay ra. Vô massage cho đỡ mệt. Để chơi mẫu áo. Người ta mời massage. Đông không cả nhà? Đi bộ xuống dưới đây quay cho cả nhà kỹ không? Đã ướt rồi nè thấy chưa?
xe đi được. Ta cho không đi, chắc mình bắt xe ôm về luôn, về nhà cô hơi quay cho cả nhà. Để lên, để nó nắm vô cái dây mà rồi. Người Việt Nam chưa? Mọi người thấy không? Qua bên Central World, người Việt Nam đó mọi người. Qua bên Central World là bên kia, còn đây là Platinum là bán đồ giá sỉ giá rẻ. Còn ở đây là Platinum, ở đây có cái đền giống Trung Hoa. Bây giờ mình đi về trên cái đường về, mình quay cho cả nhà nha. Người ta đi chơi đám vậy đó, còn Huy đi một mình. Đông khủng khiếp chưa nè. Đông quá trời đông luôn. Vui không cả nhà? Vui ghê chưa? Em biết nghe hơi hát gì hết không? Dễ thương quá, hơi thích em con nít lắm. Người ta ngồi giữa đường nè, phấn mà ướt, bán mạnh vô. Bán vô. Mình không có súng bởi vì mình chỉ muốn người khác bắn mình thôi. Đó, đi top. Súng này vẫn còn bán nè, nước nè nha, nước cũng bán. Đi bộ này là đúng lý tưởng, ở dưới đây có thuyền nè, mọi người đi qua mấy cái chỗ khác á. Ở đây người ta gọi là Platinum Float Match. Ở dưới đây người ta trưng dưới đường bán luôn nè, mấy cái này nè để khỏi bị ướt điện thoại đồ á. Đi bắn một phát đây. Đây mọi người muốn đi thuyền không, hay xuống đi thuyền quay cho cả nhà xem. Ở đây có mấy cái tòa nhà xa xa đẹp quá ha. Cái tòa nhà kia đẹp quá, để quay cho cả nhà xem. Đó, cái tòa nhà đó nó giống như cái gì vậy ha? Giống như cái biểu đồ của cái trái tim á. Khi mình vô bệnh viện á, cái trái tim nó tích tắc. Đông ghê, nắng ghê. Cái này quên xước kem chống nắng. Đây cái này phải xước kem chống nắng nha cả nhà, chứ không là về lại nhăn. Bên đây là bán nước vậy nè, nước là nước đá nha, đá chứ không phải là nước bình thường đó. Người ta bán á 10 bạc 7 ngàn. Hòa vào dòng người rất là đông đúc, rất là nhiều mặt hàng ở đây. Cả nhà có thể mua từng loại súng nhỏ tới súng to. Và những tiệm massage người ta vẫn còn làm việc để mình có thể kiếm thêm thu nhập vào dịp Tết, chứ không có nghỉ nha. Tại vì khách du lịch quá đông là mấy người massage người ta sẽ có khách hàng á, người ta không có nghỉ đâu. Ở đây bán nè, người ta ghi giá lên luôn nè. À,
chị đây, chị trắng móc à. Người ta mới xẹt chẹt phắn hơi né được. Hơi né. Ta hơi sợ. Bị hết hôn quá. Người Việt Nam ở đây nhiều lắm cả nhà ơi. Đông chưa nè, quá trời đông luôn. Cả nhà chứng kiến nè, chứng kiến mọi người đi chơi chưa? Nè đó, rất là nhiều du khách đất nước nha. Ở đây thường thường phải thấy là Myanmar, Ấn Độ, khu này này. Tại vì người Myanmar, người Myanmar ở bên đây nhiều lắm. Khu này này, khu này người Myanmar. Cảnh sát luôn túc trực để bảo vệ không khí lễ nè. Bên kia là đông lắm, mọi người Huy không dám qua luôn á. Thiệt ra qua bên đó quay mới hay á, bên đó là Central World, còn bên đây là Bixi, người ta sẽ chơi nước thùng 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 thùng. Nhưng mà Huy chưa có sẵn sàng để chơi. Huy chỉ đi quay. Nhiều người đi chơi về bệnh lắm tại vì ướt á và nắng á mọi người. Đó, cảnh sát chưa? Wow. Người ta nó la lên vậy á. Chơi ở đây là gì đó. Ở bên kia kìa, chu che. Và bây giờ Huy sẽ đi ngang qua để cho cả nhà xem được cái không khí và những cái biểu tượng trưng bày trên màn hình LED Thái Lan và những cây dừa, những cái hình ảnh pháo hoa rất là đẹp. Huy đã thấy hình ảnh ở bên này rồi, pháo hoa người ta làm rất là đẹp luôn và công phu. Nhưng Huy không có đi quay được tại vì Huy chỉ thấy qua hình ảnh. Đợt trước, mấy cái ngày trước Huy mệt đó. Cái clip té xỉu cái đùng. Và bây giờ trên sân khấu, ca sĩ ở bên trong đang hát rất là nhiều bài hát trên sân khấu mà chiếu màn hình LED. Nhưng mà Huy không có có vào được là do Huy không có dám chen vô á. Huy sợ đông người quá, ngợ sẽ chen vô không có nổi á. Cái tướng có chút xíu à. Và đang ngắm ca sĩ hát, ước như một ngày nào đó mình được đứng trên sân khấu ở bên Thái Lan mà hát một bài hát tiếng Thái hoặc tiếng Việt Nam. Trời ơi, mình ước cho mình được đứng lên mình hát ha, thích quá. Huy đang nghe sân khấu hát. Mấy em gái đó mới chẹt phấn lên mặt Huy á mọi người. Mà ca sĩ hát mấy cái bài mới mới á cả nhà, mấy cái nhóm nhạc rồi trình diễn rất là thích. Ước cho mình lên đứng đó mình hát cho cả nhà nghe. Mà cả nhà muốn Huy hát bài Ok Naka đâu, mọi người hãy comment chứ mà Huy cũng không có up lên những cái bài nhạc đó. Tại vì mấy cái bài nhạc đó của người ta Huy không có rành đó. Bây giờ Huy về bộ Huy hát cho cả nhà nghe nha. Tại vì ở đây cũng nhạc á, khúc này nhạc nhiều quá. Ôi cái chân cái thương giặc cho chơi sân chạy. Ôi chân nó chật tay cả thơ mà liêu le. Này anh này quá đó. Cái viên nó mới bắn Huy kìa. Trời ơi, quá đó. Trời ơi, thích quá. Bắn Huy thích quá. Bắn là may mắn á. May mắn cho nên Huy cười tươi á. Huy cũng có... Nhưng mà ai có nhiều người tức lắm, mắc cười lắm. Do người ta đi làm, đi này nọ, đi rồi đi chơi, gặp người yêu mà. Cái bắn, cái người ta tức mà cũng đâu có nói được gì đâu. Tại vì cái ngày lễ này là cái ngày lễ té nước là bắn nước lên. Ai không chơi hay là chơi hay không là bị bắn, bị đứng giữa đường chết.
sắc lên mặt này nọ rồi cũng phải chịu mọi người. Chứ giờ làm sao, không chịu thì cũng phải chịu, tại cái ngày này là như vậy á. Cầm súng ở đây chơi rất là súng nhỏ nè. Sawadee Cup. Sợ, sợ. Sawadee Cup. Sawadee Cup. Sawadee Cup. Nó sợ, nó sợ. Mà nó không nhìn cười được á mọi người. Wow, người ta bán nước này, bán nước uống á. Ca sĩ mới trình diễn ở trên sân khấu á mọi người. Muốn vô coi ghê mà đông quá, Huy đi không nổi. Đông quá. Huy đi một mình mà Huy không có đem theo đồ ấy. Chú cha coi nè, mấy cái anh này đẹp quá ha, mặc đồ đẹp quá ha. Mấy cái anh này đẹp ghê, muốn leo lên xì ngô. Lò mắt ơi. Ô, cái áo cam nè, chú cha mặc đồ đẹp quá ha. Thôi kiểu đẹp trai quá đi. Đây là Tết cho nên Huy mới giỡn vậy nha. Chứ bình thường Huy không có, không có giỡn vậy nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Công an Thái Lan mặc đồ rất là đẹp. Ôm bó sát và những cái nước này, cái xe nước này. Đó. Người ta cười với Huy nè. Cái anh là anh cười, anh đi với vợ. Rất là nhiều du khách tới đây nè. Đất nước, nhiều đất nước lắm á. Đi bộ, tính ra đi bộ là vui ha. Hồi nãy ngồi trên xe buýt là không có quay được cho cả nhà. Cũng may là người ta không có đi tiếp á. Trả lại tiền cho nên mới có cái clip này đó. Huy rất là muốn vào trong luôn á mọi người. Nhưng mà thôi để ngày mai đi. Đó, đá nè. Lạnh lắm á nha. Nước á, mà Huy đâu có súng. Mấy cái nước nó xịt ra lạnh lắm, đẻ lắm. Chứ không phải là nước bình thường nha cả nhà. Cái nước người ta bán mà, nước đá mà. Cứ chơi, người ta chơi nguyên ngày là nạp tiền nước ra. Đó, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè. Thấy quay sợ. Đây, bắn nè, anh đó, anh bắn Huy nè. Bắn ấy, bắn nữa ấy. Đứng làm cha bắn nè. Bắn ấy. Sợ, sợ. Hello. Cái bàn đó, bàn 2 trước. Huy 2 là à, cái nón này che được nước mà. Vui quá ha cả nhà, đi chơi một mình Huy thấy cũng vui ghê á. Ở trong đó là iPhone đó. Cái theo làm theo cái mô hình tán cây á mọi người. Đơn giản mà đẹp lắm. Cái tán cây giống như cái tán cây nó đổ xuống rất là đơn giản mà đẹp. Chui cho cái chị áo hồng mà chị bắn nè, cái anh này đẹp trai nè. Đó, anh bắn Huy nè. Nhiều người đẹp lắm nha. Họ xì lõm mấy đường Huy á. Còn ở đây là những cái người trai gái. Còn xì lõm là những cái người con trai nhiều hơn. Những cái người giới tính thứ ba nhiều lắm. Giờ mình về xì lõm nha cả nhà. Bây giờ đồng hồ hiển thị là 3:20 nha cả nhà. Ở đây có hiển thị nhiệt độ với lại đồng hồ ở Big C á. Đó, bắn nè. À, bắn nhau á. Cho tôi quay cái, đừng có bắn tôi. Cho tôi quay cái cảnh này vui nè. Chùa cha cái bạn áo trắng đẹp quá không? Cơ bắp nè, đẹp quá không? Người Việt Nam á, nhiều khi người Việt Nam á. Đó, đẹp quá. Cơ bắp quá trời luôn này hơn. Xúc xích nè cả nhà. Chờ đèn đỏ qua đường. Chua cha, bắn dữ vậy. Đó, ở bên kia là đền Erawan, đền thờ bốn mặt đó mọi người. Nó là đền chứ không phải là chùa nha cả nhà. Nhưng mà rất là linh thiêng và rất là nhiều du khách tới. Đó, cái chỗ đông, cái chỗ đây thì vắng nha. Đi bộ rất là thoáng đãng nha cả nhà. Đi bộ một chút nữa là sẽ tới xì lõm. Người Việt Nam mình kêu là xì lõm. Đó, cái chỗ xì lôm. Còn tiếng Thái là xì lôm chứ không phải xì lõm. Xì lôm, xì lôm nha cả nhà. Cái chỗ đó này đông nữa. Đáng nữa đi tới cái chỗ đó Huy quay cho cả nhà tiếp nha. Giờ Huy đi bộ Huy ngắm cảnh. Chỗ này nó thoáng đãng đã ghê á.